Cơm nha. Cơm. Dạ. Có đội căn cá. Đó đang chảy ra đó. Đó bắt đầu chảy ra đó. Đó, đó bắt đầu chảy ra thấy không? Tắc không, không, nó bị tắt không? Vậy đó, nghe thầy thợ cứ móc ra thì tôi tốn tiền. Dạ không đó, nó mới chảy ra. Đó, chảy ra ầm ầm luôn nè. Gọi điện đâu không gọi đâu đâu vậy? Đó là nó biết rồi, nó đẩy xong vừa biết rồi. Mà bên nào cái điện thấp. Đó, bây giờ mới chảy nè. Hồi nãy nó có chảy rồi. Cái đèn này, ở trong nhà tắm trong kia xả luôn nha. Dạ dạ. Ờ nó bị nghẹt từ cái hầm này qua đến bên đây. Đây rồi, nó né rồi. Bớt bớt rồi. Quá trời luôn. Rồi ra như thác luôn rồi. Mạnh lên. Chảy như thác luôn. Cái điểm này điểm thấp nhất chứ là đúng rồi. Đây nữa.
cấp nhất trong nhà. Tắm ở bên cửa sàn này các bạn. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Nó bắt đầu chảy từ từ rồi đó. Ba qua bên vợ bên kia rồi nó có mồ ở bên kia. Có qua bên bãi không? Không. Trời ơi. Mồ ở ta. Còn bỏ mà xài nước là bao nhiêu là dồn cũng đây hết mà không đồ ăn cũng được. Còn sâu dữ rồi. Sâu thì sâu. Vậy nó như đồng bo, đồng bo, nó đồng hoàn. Rồi để nó tê rồi.
Sấy. Trời ơi, là chân. Sò đánh nhanh nặng. Quan kia đánh qua. May quá. Rồi, ok, ra rồi. Đâu ai đó. Đầu cáp ra rồi. Rồi.